Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cây máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Kawasaki và nó có cái tên riêng là TJ27 các bạn. Cây TJ27 này nó rất là quen thuộc và rất là nổi tiếng nha các bạn. Nó thì cái nòng của nó là 34 ly. Đặc biệt là nó buji đứng nha. Các bạn đã biết buji đứng thì nó rất là mạnh ha. Nó mang một cái chụp trực trợ lực nha các bạn, nó có xả áp tự động ha. Nắp xăng nó là nắp xăng có lỗ thông hơi ha, mà đời nắp xăng có con sùng dắt ngang này là đời này là rất là vip luôn đấy, con sùng dắt ngang nha. Cái lớp bê này nó cho khí trời thông vô cái bình xăng ha, và nó không cho xăng đổ ra. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy thì gồm có xăng cộng với nhớt nha các bạn. Với tỷ lệ mình khuyến cáo các bạn nên dùng là 1 lít xăng pha 50 cc nhớt nha. Đó là tỷ lệ tối thiểu. Các bạn có thể pha tăng thêm cũng được ha, để bảo vệ cái sơ mi bê tông của mình cho nó bền. Nó máy nó đủ nhớt thì nó hoạt động nó mới tốt các bạn. Tối thiểu là phải 50 cc nha. Nó mà chạy một cách chế hòa khí TK zin của Kawasaki TJ27 nha. Bơm xăng phía trước và có e gió đỏ tự động. Cái e gió này á, thì các bạn nhận vào thì nó đóng nha. Khi các bạn lên ga thì nó tự nó búng ra. Khi các bạn lên ga thì các bạn nhận nó không có dính nha. Thì các bạn hạ sát ga xuống. Cái tay ga ở đó, các bạn hạ cái tay ga sát xuống thì các bạn nhận vô nó mới dính nha. Còn nếu các bạn lên ga sẵn á, thì nó nhận nó không có dính, do nó là tự động nha. Lên ga tự động nó búng ra, nó gỡ cái chốt gài cho cái e nó búng ra. Bơm xăng phía trước có lớp bê đỏ phía trong đây các bạn. Cái đời chế hòa khí này thì nó bền vô địch nha. Chưa có cái đời chế hòa khí nào mà qua cái đời chế hòa khí này nha. Tất cả các chi tiết ở trong cái chế hòa khí này nó không hư hại với thời gian nha. Từ cái miếng da hơi cho tới cái miếng da bơm là không biết chai là gì nha. Do đó cái bình xăng này xài cực kỳ bền luôn và nó rất là khỏe mái luôn. Mạnh ha, nó mạnh hơn cái chế hòa khí quanh rồ ha. Chế hòa khí ngang của quanh rồ nó cung cấp xăng nó rất là tiết kiệm xăng. Còn cái chế hòa khí này là nó giúp cho cái máy mạnh mẽ bốc ha, mà nó bền thì không có kể xiết. Chế hòa khí này nấm bơm xăng phía trước có lớp bê đỏ phía trong nha. Đấy, các bạn thấy đỏ đỏ ha, bơm dễ, rất là dễ lên xăng và độ bền thì rất là đỉnh cao luôn, và độ ổn định rất là đỉnh cao, mà cái máy chạy rất là mạnh. Các bạn thiết kế cái chế hòa khí này thì nó cái máy nó sẽ chạy mạnh thêm một phần đáng kể nữa nha các bạn. Đấy. Các bạn quan sát cận xem nha, cái máy đẹp đẹp như là trong tranh luôn. Buji nó mới cao luôn ha, đồng nó trắng tinh này. Đấy, có ánh sáng lọt vô thấy nó trắng tinh luôn ha. Zin nguyên bản hết, zin từng chi tiết nha. Kawasaki TJ27 nha. Công tắc đây, công tắc on off nha. Made in Japan nha. Các bạn về, các bạn quan sát nha. Made in Japan luôn, cực kỳ chắc luôn, máy rất là chuẩn ha. Xem từng chi tiết rất là chuẩn luôn. Các bạn thấy không? Đẹp như là trong tranh luôn. Cần lắp nó đây.
cùi nữa nè. Nói tới cái cùi thì thôi, cùi cái dòng TG27 này thì hết ý luôn, không còn điểm nào mà tán dương nó được nữa, thêm nữa hết ha. Cỏ siêu chống nhánh cỏ, những cái cùi có siêu chống nhánh cỏ này thì các bạn cắt tối ngày không biết dưỡng miếng cỏ làm thuốc nha, không có dưỡng miếng cỏ nào hết. Đấy, và dưới này nó cũng có chống mài mòn này ha. Cái chống mài mòn này thì nó có thì cũng được, không có cũng được nha các bạn. Có thì nó hơi khó tháo dao một chút, còn nó nếu không có chống mài mòn thì nó hơi mòn ốc chút, mà đối với thời đại bây giờ thì mòn ốc này không thành vấn đề nha. Ốc rất là dễ kiếm luôn. Đấy, siêu chống nhánh cỏ. Cái cùi này nó vừa nhẹ nhàng nha, loại chống nhánh cỏ này nó vừa nhẹ nhàng mà nó vừa hữu hiệu, cực kỳ hữu hiệu luôn. Đấy, các bạn cắt tối ngày không dính miếng cỏ nữa. Đấy, thể cái máy này quá đẹp luôn ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn. Đầu tiên mình bơm xăng rồi đóng e, đó là những cái thao tác bình thường. Còn nếu về các bạn cảm thấy cái máy mình nó quá nhạy ha, mình không cần bơm xăng, mình không cần đóng e, mình giật thử, nếu mà nó nổ thì từ nó dễ nổ thì mình cũng hạn chế bơm xăng ha. Khi mình bơm xăng nhiều quá thì nó lại mau hư cái nấm bơm mồi ha. Do đó các bạn về các bạn có thể cái máy này nè, các bạn giật vài phát là nó nổ, cũng không cần phải bơm xăng, không cần phải đóng e gì hết đó. Nó nhạy dữ trời lắm ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Tắt nha các bạn. Nó công tắc on off nè. Các bạn đóng xuống off thì các bạn tắt xong các bạn mở lên on liền ha. Để sau lần sau các bạn giật nó dễ ha. Để nó không bị quê. Em bé dịch cũng nổ nữa các bạn, chụp dịch trợ lực ha, có xả áp tự động. Quá chắc luôn các bạn, trơn tuột luôn ha, rất là trơn ha, đầy rất là bóc luôn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Kawasaki TG27 nòng 34 ly đến đây tạm dừng các bạn. Xin mình chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mình chào các bạn nha.